Xin chào chào tất cả các bác nhé. Em Đại xin chia sẻ các bác một số tác phẩm. Đầu tiên là tác phẩm Hoa giấy. Đấy. Một tác phẩm hoa giấy, một gốc liền hai thân và thân trực rất là lắc này. Đấy. Thân trực lắc lên tận trên này. Đưa ra dàn cành rất là kỹ. Ở cái này em vào tay hết rồi, giờ nó đang bung hoa. Đấy, các bác về chơi trang trí sân này, cổng vườn này, vào nhà mới này, các bác trao tặng cây này bây giờ nếu chơi là giờ ăn Tết luôn. Hoa rất là rực rỡ. Hàng năm các bác cắt tỉa chỉnh sửa cho đẹp. Cái này có những cái thân chính này và thân phụ. Đấy, và có những cái tử này. Đấy, những cái tử từ bên này và những cái tử nghịch. Thân này thì cũng rất là dẻo này, đưa lên nắc này và lên khuỷu kia, nắc lại lên quả phúc với tàn cành bay ra. Ừ. Một cất cốt hoa giấy được như này cũng rất là nhiều năm. Và em cũng chăm sóc làm cũng được năm thứ sáu rồi, năm thứ bảy rồi, tay cành to. Đấy, hôm nay xin chia sẻ các bác cái cốt này. Giờ em đo kích thước báo giá các bác nhé. Cái này là 90 vanh bạ này. 90 vanh bạ, tổng tàn ra đây là 1m68 này. Và chiều cao của cây này là 2m52. Đấy. Một cây hoa giấy thật sự là to và đẹp, nắc nư như này, dàn hoa đang bung. Cái này xin chia sẻ các bác là để cho các bác là 72 triệu bao ship nhé. Đấy, tới tận nơi cho các bác. Miền Nam, miền Bắc này. Đấy. Ở trên cái chậu lâu năm rồi. Rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy thì cũng lại tiếp tục xin chia sẻ các bác một cái cốt ruối. Một cốt ruối lùn nực mà có nhiều điểm u yếu. Đấy. Nó như là cốt xà cừ ấy. Các bác nhìn nếu mà nói để mà xanh xi mà nó như này cũng rất thật sự là không có được, nó độ phá bộc phá ra như thế này. Đấy. Là rất là hiếm, độ hiếm của cây thì thật sự các bác này. Đấy, nu đây còn xuống chân nữa, cốt lên đây có độ già cây, vươn đây cái độ ngọn có nhiều đầu để mình xử lý để làm sao cây nó côn đẹp. Đấy, vốn dĩ của cây thì máy quay lựa lựa bên kia cho các bác xem. Đấy, cốt cây thì các bác lên đây các bác biết rồi, lên đây này, đường thân lên này và những cái thân chính, thân chủ, thân phụ này và nó cũng cùng một cái gốc. Đấy, như cái rễ này nó còn từ từ trên nó rễ xuống nó như rễ xanh mà nó còn ra rễ như này. Đấy, như cần câu này. Đấy, đưa sang đây bác nhìn này, cái phần mặt đằng sau này đấy, vẫn trụ cốt lên đâu là cũng nó độ 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 côn cây đến đấy nhá. Đấy, cái phần này em đang làm cho côn này. Đấy, sang bên này lại nhìn lại cho các bác cây này nhìn xem. Đấy, một cái cốt rất là côn nó đẹp. Đấy, lựa cái dây các bác xem cái cốt này xem là nó toang nào. Cốt này là vanh là 1m75 này. Đấy. Tổng tàn ra đây 98 phân. Đấy. Lá mùa này nhìn cái ruối Hoàng Anh Mộc này rất là đẹp. Đấy, cái phần từ lên miệng chậu là 1m51 này. Đấy, rất là côn cây, nó đẹp. Cốt này cũng xin chia sẻ để các bác nuôi làm thì hướng để cho các bác biết để các bác chơi thì cũng biết rồi, quan trọng cái cốt nó đẹp các bác thích. Đấy, yêu cầu là để cho anh cốt này và giao lưu anh em thế có thương lượng nhẹ để cho anh em có một cái chút là giao hòa để anh em cho nó hợp lý thì thôi cái cốt này để cho các bác là 46 triệu bao ship cho các bác nhé. Miền Nam miền Bắc có những cái điểm lu điểm nước này nó đẹp như này, ngấu nghiến và côn cây là đẹp. Đấy, giá thành để cho các bác như thế. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy thì cũng xin chia sẻ các bác một cây tùng La Hán nữa. Bởi vì cây này thì cũng em cũng là một cây yêu thích. Em phải trồng trên một cái
đấy, một cái chậu bằng chậu vát và chậu xề quạt đấy. Đấy, lên đây phần gốc và em nó có một cái dáng của cái thân cành này nó siêu sang đây, ngoặt lại đây và nó ôm cái thành chậu này rất là đẹp đấy, đổ ra đây và em xếp bông đấy, xếp tản vân. Các bác này chơi theo những cái cây mà tùng được lựa được nghệ thuật như này cũng rất là hiếm, để mà có cái duyên của nó thì mình mới lựa được những cái cây mà để làm sao nó khớp được đấy. Thì đây cái tàn bông này em làm theo như kiểu xếp xếp bông này, được bông nào ra bông đấy, các bác về chỉ việc chơi thôi. Tay cành thì nó cũng to rồi và ra đây cái cổ ngọn này, lên đây cái quả phúc em làm nó cân đối rồi, tay bông tàn nó cũng cân đối luôn đấy. Gốc thì cũng rất là to đấy, thân bệ các thứ, quay cả mấy mặt để cho các bác xem cho chi tiết. Cái này thì đo với các bác đây là 30, 32 phân này, quanh bệ này và cái độ bay của tàn này 1,2 m nhé. Đấy, chiều cao của cây này, chiều cao từ miệng lên là 60. Đấy, cho 56 phân đẹp nhất này. Đấy, cây này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 45 triệu bao ship cho các bác nhé. Một cây tùng đẹp như này. Đấy, cốt cách thì nó được cái ấn lượn và ôm vào cái thành chậu. Đấy. Nhưng mà cái chậu xẻ quạt này để mà lựa một cái cây nó cũng rất là khó. Nhiều cây để lựa vào nó cũng rất hiếm. Thì hôm nay xin chia sẻ các bác cái cây này. Tiếp theo sang một cây nữa. Và một cái cây trực. Đấy. Đổ theo một cái độ nhấn rất là uyển chuyển. Đấy. Tàn bông em làm cũng rất là kỹ rồi. Đây, đưa lên, nắc ra đây và lên đây, ngoặt ra đây và lên trên này, ngoặt xuống. Đấy. Cái cốt cây để mà được như này thì các bác biết là chân bệ như này, trên chậu đẹp. Đấy. Trên một cái chậu đẹp này. Ừ. Cái đường cành nó đổ xuống mà tay cành nó to rồi. Mà tùng thì nó là chậm lớn. Mùa này cũng mùa của tùng. Đấy. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác cái cây tùng này, quay từ từ chi tiết cho các bác đấy, độ già cây này thì không bổ không vật mà nguyên bản thì mình vào dây thôi đấy, vào thì cũng cân đối rồi đấy, đo kích thước vanh bệ cho các bác nhé. Cái này là 55 phân này, tổng độ tàn này là 26 phân. Đấy. Chiều cao từ miệng à đúng, tổng độ tàn 1,26 m nhé, 26 phân, 1,26 m phân đấy, chiều tàn từ dưới lên trên là 1,26 m, chiều cao của cây này là 75 phân từ miệng chậu đấy, một cây đổ như này em xin để cho các bác là 37 triệu bao ship nhé. Đấy, rất là già cây. Già cây rồi, dáng phốc dáng này. Tiếp theo sang một cây nữa. Đây thì cũng xin chia sẻ các bác một cái cốt ruối nữa nhé. Em trồng trên chậu cũng lâu rồi. Cốt này thì cũng rất là côn và nó thân gốc nó rất to, cổ thụ này. Đấy, xin chia sẻ các bác một cái cốt ruối như thế này. Nó to mà nó rụt rịt. Đấy, thân này cục quịch lên đây em nuôi ngọn này. Đấy, lựa lựa sang bên này đấy, cái cốt nó có tất cả là em tạo thêm khoảng đấy, 5 quả 5 thân 5 quả phúc nó cùng một cái bệ. Đây các bạn các sang xem bên này đấy, quay lại bên này cho các bác xem đấy, một gốc rất là to rụt rịt như này. Đây lựa bên này để cho các bác xem đấy, đây, nhìn xoáy lên, cái này em nuôi thêm dễ rồi đấy, dễ cũng xuống ống này, côn cây một cốt rất là lùn nực nhá. Đấy, giờ xin chia sẻ các bác cái cốt này. Cốt này là vào 1,55 m này. Tổng tàn của cái cốt này 80 này. Chiều cao của cây này là 55 này. Đấy, cốt này thì để cho các bác là 25 triệu nhá. Đấy, bao ship cho các bác.
cốt rất là lùn. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Xin chia sẻ các bác một cây mai ghép nữa nhé. Một cây mai ghép thiên nhiên tạo cho. Các bác cũng nếu những cái bác nào gần rừng, các bác nào nên những cây khai thác được những cái cây đồng mức này hay là cây mai để mình về mình ghép này. Đây là ghép lá chung này, hoa bông này. Nó rất là khỏe. Ngoài bác này mình dùng loại này khỏe, hoa cứ chít. Đấy, lên mầm ghép cái là đã ra hoa rồi. Đấy, cốt bẹ thì không phải chấm mà. Gọi điểm chấm là nó xù xì nâu năm cổ thụ, múp sẹo. Đấy, cốt nhiều thân như này để tầm 5 thân ngũ phúc này. Đấy, cốt cây mà những cái điểm cành lên rất thích. Đấy, cái này thì cũng muốn đang làm nhưng mà thôi cứ chia sẻ các bác nào yêu thích thì em để cho. Đấy, chơi cây thì nó cũng nói thật là chơi được hết thì cũng khó, mà cứ giữ thì cũng có cây lọ cây kia ngắm, nhưng mà phải chia sẻ các bác. Cây này là 1m35 này, banh bệ này, tổng tàn ra đây 70 này, chiều cao của cây này là 45, giá các bác để cho các bác là 8,5 triệu bao ship nhé. Đấy, một cây hoa giấy này. Thứ nhất là cây này được cây cốt rất lục lạc lên đây và em làm cành rất là kỹ, làm như cây lam điền. Đấy, rất là kỹ, dằm cực kỳ kỹ tất cả mọi cây hoa ở đây. Thì nói thật khi bung hoa thì nó kín không nhìn thấy, nhưng mà cây này mà cắt dằm ra như cái dằm lam điền luôn. Đấy, nó như một cây nước ngoài, như cây Đài Loan ấy. Máy quay lại kia để quay cho các bác chi tiết trong. Đây, các bác lựa những cái cây hoa giấy tím bắc để các bác chơi. Thứ nhất được hoa, thứ hai là dăm cành nó cũng đẹp, chơi vẫn như là cây nước ngoài. Còn những cái gai các thứ là bác cắt đi bắt đầu làm thì rất thích. Đấy, quay thốc cả những cái phần dàn dăm cho các bác chơi xem. Nói chung là tất cả mọi cây hoa giấy để mà chung chung này là làm là chỉ kỹ và chi tiết. Đấy, các bác được ngắm và các được thưởng thức những cái tác phẩm này. Đem đo này, những cái rễ xoạc ở đoạn này 40 này. Vành đoạn thân đây là 55 này. Độ tổng tàn ra đây vào 1m này. Chiều cao của cây này là 88 phân, 86 phân. Lùn nực, có một cái chiều bay rất là đẹp. Đấy. Cái này thì cũng xin để cho các bác là 35 triệu bao ship cho các bác nhé. Đấy, một cốt hoa giấy đường đổ. Đấy, rất là đẹp. Rồi xong rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo sang một cây xanh Nam Điền này nữa. Cũng xin chia sẻ các bác cây xanh Nam Điền này. Đấy, cây này thì là một cái cây cốt cách thì rất là cổ thụ. Đấy, được cái gốc ôm cái bình, ông chơi cũng là rất là nhiều năm rồi mà trồng trên đá thấm ghi hết luôn đây. Đấy, khi em sở hữu của nó, ông lại cho thêm một cái vải nữa. Đấy, có một cái lét rất là cổ lên đây. Của cây lam điền này được cái phần chân bạ này lên đây, lên đến đây và hồi ra một cái tay bay. Đấy, hồi rồi tay bay lên đây em làm bông này, dăm cành cũng ổn hết rồi, cũng các bác về chỉ xén bông thôi. Và sang mé bên này để cho các bác biết rằng là tay cành này. Đấy, cái thân được cái phần thân rễ này ôm miết hết rồi bình này và lên đây. Đấy, cái củ khuỷu này nó rất là to, để em đo kích thước cho các bác nhé. Đây, đo kích thước cho các bác, đây là 88 phân này. Tổng tàn cây này, tổng tàn cây này là 1m2, chiều cao từ miệng chậu lên nhé, 1m42 này. Đấy, chiều cao 1m42. Em đo phần hòn đá này nhé cho các bác này. Hòn đá này là 2m1. Cái này thì cũng xin chia sẻ các bác nào yêu thích thì để cho các bác là 35 triệu bao ship nhé. Một cây lam điền trên nuôi bình. Đấy, rất là cổ kính này.
Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây dưới nữa nhé. Một cây dưới này thì được cái phần thân bạ. Đấy, cốt cách nhưng thân bạ nó cạt như này, nó lên đây. Lên thêm một cái thân giữa, cái thân phụ đây. Nó cũng đậy theo. Nó siêu xe. Và cái thân này thì em tạo thêm cái tử rất là đẹp. Đấy. Ông tàn là cũng chuẩn chỉnh nó cân cân đối rồi, không vào dây này. Chỉ kéo và cắt tỉa thôi này. Đấy. Đấy, xin chia sẻ các bác này, quay cho hai mặt để các bác xem này. Đấy, đưa đây và kéo em cắt đốn này. Cốt cây thì rất là lùn, siêu dáng. Cái này cũng nạ dáng này. Tạo tác kiểu cách khó này. Ấy thì cũng xin chia sẻ với các bác một cái cốt ruối như này. Giờ thì em đo kích thước báo giá cho các bác nhé. Cái này thì là vanh là 1m38 này. Tổng độ tàn 38 này, chiều này là 68. Chiều cao của cây này là 60. Đấy. Xin chia sẻ các bác là cái giá thành. Đấy, 12.500.000 bao ship cho các bác nhé. Đấy, tác phẩm này cũng vào cuối video rồi. Một lời cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Em xin chào tất cả các bác nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.